Cái này à, ai ba tà a à, cha chiều cái thứ khổ, cái kêu vàng à, kêu vàng biến khổ, thật ra là biến khổ, không biết bao nhiêu trăm ngàn cái biến khổ, nhưng mà cái khổ nhiều, cái từ khổ dữ hết, cái cuối cùng có thể là khổ nhất, cái thấy là dạ chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện bây giờ là thời điểm cũng hơn 9 giờ tối. Bùi Hồ đang tìm đang ở huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp để tìm về hoàn cảnh của ông cụ sống ở cặp lề đường ở dưới một cái gốc cây. Và hàng ngày thì ông cụ vẫn sống ở dưới gốc cây đó, kể cả ngày đêm lẫn tối. Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem về hoàn cảnh của ông cụ vào thời điểm này, để cho cô bác quý anh chị để hiểu thêm về cái cuộc sống của ông như thế nào. Bùi Hồ rất tò mò khi mà thời tiết mưa gió thì ông cụ sẽ sống như thế nào dưới cái mái che đó, dưới một cái gốc cây đó. Thì mong cô bác quý anh chị hãy xem cái hành trình của Bùi Hồ. Mặc dù là thời buổi này rất là tối rồi, nhưng mà thôi thì cố gắng để hiểu thêm. Đây là cái nơi mà cụ sinh sống nè. Đây coi cái hoàn cảnh về đêm thì cụ sẽ sống như thế nào. Cụ cái thời gian này thì cụ lắp được một cái mái che chú. Trước đây thì cái mái che này cụ không có. Dạ. Cụ sống ở trên một cái miếng đan đó. Miếng đan đó là một cái hố ga. Cụ ơi. Dạ. À, quý khách đi ra quá gần tối à. Dạ. Quý khách đi ra quá gần tối à. À, ngồi lên đây lên. Để dễ vào cái này. Lên lên đây. Được nữa tại đây. Ủa tại sao cụ lại thắp hai cái ngọn nến vậy? Bởi vì cái này đèn này nó tối nó sáng như đèn điện vậy đó. Dạ. Rồi tháo cái này mới thấy chữ dưới bình. Và con mắt nó mờ đi, nó yếu đi. Rồi mang kiếu cũng không thấy được. Rồi cái đèn điện thì đèn điện một bóng một à. Dạ. Một bóng một thì... Con hôm nay con đến xem cụ như thế nào. Cụ sống như thế nào vào một cái buổi tối như thế này nè. Cái này á là của khách Hà Phương. Người ta làm để mà che mưa, che nắng rồi đó. Dạ. Chứ còn tôi thì sống bụi đầy lắm. Sống dài đây mai đó, sống bạo bụi. Đi kêu bằng khắp nơi. Không có an trụ chỗ nào hết. Rồi chẳng qua là cái này vô tình mà cả hôm muộn tháng chạp mà tôi ở đây á. Thì cũng có những cái giả mà đi xe ông đa đó rồi. Nhanh đây rồi thấy tôi đây rồi ghé lại đây vô chụp hình quay phim rồi đưa lên mạng rồi từ hôm đó đến nay là tới Tết đó thì tới nay là khoảng hết một cái tháng chạp rồi, tháng giêng tháng hai à, là khoảng 2-3 tháng nay thì không còn đi đâu được nữa. Cụ đang đọc kinh hả? Đọc kinh này, kinh Pháp Hoa. Dạ, cho con xem với. Cái này cũng của khách Đà Phương ta tặng á. Tôi có kinh mà kinh nước ngoài không à. Kinh của Thái Lan, Ấn Độ với Bali rồi không à. Tôi không có tụng kinh, không có tụng kinh thế gì hết này. Rồi bao giờ cụ mới ngủ? Sáng đêm tới ngày không ngủ.
bị gì, không phải là mình không ngủ mà tại là làm như là bây giờ già rồi, yếu rồi, không còn ngủ nữa. Chứ hồi thời kỳ lúc mà còn trẻ mười mấy tuổi đó thì ngủ dữ lắm, chiều về là ngủ tới 9-10 giờ sáng mới thức. Còn bây giờ thì nó không ngủ thì thôi, mình không ngủ mình ngồi. Dạ dạ, con ngồi với cụ nè. Ngồi đấy. Dạ. Vô đây, vô hết rồi đấy. Ờ, sáng đêm nay cụ không ngủ luôn hả? Cả mãn năm cũng vậy thôi, không có ngủ. Tôi ở chùa. Dạ. Ở chùa thì có treo vô cái bóng đèn bự vậy nè. Dạ. Treo khoảng đầu khoảng thước tay sáng á. Sáng là giờ đọc thấy, đọc kinh nó thấy. Chữ nhỏ cũng thấy, như mình mang kiến á. Thấy rõ như ban ngày. Cụ ơi. Ngồi hả? Cho con hỏi cái. À, con nhận thấy nơi cụ ngủ á, là bây giờ thì so với trước đây á, nó đã coi như là nó đã đỡ hơn một tí, đỡ hơn trước một tí xíu. Nhưng mà về cái chỗ ở thì nó không thay đổi. Và con điều đặc biệt con thấy cụ á, là ngoài sau lưng cụ là có một cái tấm cụ ngủ, là chị cụ ghi những cái tiếng gì ở cụ? Cái này hả? Dạ. Cái này tập viết, cái này chữ Thái. Dạ, cụ có thể quay cho con xem được không? Dạ. Tôi viết mà ban ngày rồi chưa có bao giờ. Tại mai rồi mới bôi cái này viết lại bài khác. Cái này chữ Thái này tập viết. Dạ. Chứ còn mình không tập thì không tập viết thì chữ cái chữ mà nó viết chữ xấu lắm, nó hoàng mèo xấu dữ lắm. Vậy hả cô hả? Cụ có thể đọc cho con nghe với được không? Được. Dạ. Cái này là chỉ, cái này không phải là kinh, còn cái kinh khác, kinh tụng khác. Dạ. Kinh tụng tiếng Thái khác. Cái này là chữ để mình tập viết. Dạ. Cụ có thể đọc cho con nghe một cái dòng này được không? Được ạ. Dạ. Để đâu mấy cái này thì nó trên kia đọc xuống thì mới là nhiều, còn này chỉ có mấy chữ thôi. Dạ. Hay thôi thì trên kia cụ đọc xuống cho con nghe. Dạ. Thì ví dụ như mà tối đêm nay con muốn ngủ chung với cụ được không? Hả? Tối đêm nay con muốn ngủ chung với cụ được không? Chú muốn ngủ ở đây thì cũng được, nhưng mà tôi thì không có ngủ. Chú muốn ngủ thì cụ, ngủ. Còn cụ, tôi thì cụ đứt thì con với chú ngủ. Con với chú bên này ngủ. Không có. Tôi dạ. Thì mình thức rất tụng kinh, đọc kinh, coi kinh và suốt tới ngày sát đêm. Chứ ngủ thì khoảng chừng 40-50 năm nay thì nó không có ngủ. Chứ hồi cỡ chú là cũng ngủ dữ lắm. Chứ không phải là mình không ngủ. Tại vì thôi bây giờ thôi thì hôm nay con muốn tìm qua lên đây để con biết cái hoàn cảnh của cụ khi về đêm như thế nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm nay con muốn ngủ với cụ một đêm. Cái này hôm nay là cái này ngoài ý muốn của con nè. Nếu như dạ. Chú có ngủ thì bao nhiêu người á thì xích vô đây. Dạ. Cái này có tôi ở ngoài này, tôi đọc tụng kinh đọc kinh. Dạ. Nhưng mà chú này ngủ thì tôi coi thàm không động ra tiếng. Dạ. để cho yên lặng đâu mà chú ngủ á. Dạ. Chứ tụng kinh thì nó ra tiếng thì không có được. Dạ. Rồi bây giờ cô đọc cho con nghe đi. Chú đọc cho con nghe với. Nó hả? Dạ. Rồi cụ. Cái này là chỉ chữ này là chỉ là đơn giản thôi nha. Dạ. Chữ đọc chứ không phải là kinh nha. Dạ. Còn có kinh chú ơi. Chú vô đây luôn đi chú. Nè cái này kinh động nè, kinh động nè, cái này là kinh toàn bộ kinh đâu nè, đọc dạ. Kinh Thái nè. Đang Việt Nam mình. Chú cụ đọc cái dòng chữ đó cho con nghe với. Thôi đọc đi cụ, con nghe nè cụ. Kiếm à. Kiếm để đâu. Không thấy. Con mắt không thấy gì cả. Dạ.
Cái này à, ấy ba tà a à, cha đi à, cày chua chua à, đầu à, bố bố vế. Cái này, cái này để tại sao với là đạo quà chứ. Dạ chữ có chữ xíu mà chữ một chữ một. Con biết là cụ đang học mà. Còn cái này là mới đọc, cái này là cái này kinh nè. Cái này con chữ nó đó, nhưng mà cái này là kinh, này kinh tụng. Cái này đọc thì nghe nó không có hay. Bây giờ chữ để tập viết mà. Dạ. Còn cái này cũng chữ nó nè, cái này là kinh nè. Đó. Cái này kinh Thái rồi, đồng bộ Thái không, mà cái này mình. Cái này là cụ tự viết đi hả? Dạ. Cụ viết từ khi nào đến giờ? Cũng lâu rồi, cũng mấy chục năm, khoảng ba bốn chục năm rồi. Coi cái chữ này nè cụ, cái dạ. Chữ này là cụ viết từ khi nào? Cũng ba khoảng năm nay, cụ khoảng bốn năm chục năm. Không, con nói viết, cụ viết trên cái miếng này nè. Cái này hả? Dạ. Cái này á thì mình biết cái tiếng này là cái này là mình tập viết. Dạ, ý câu hỏi là cụ viết từ khi nào đến giờ mà cụ viết được nguyên một cái miếng vựng như thế này? Không có, cái này là do cái cuốn này viết rồi. Con biết rồi. Ý câu hỏi cụ á là cụ viết cái miếng này là nó đã có lâu chưa, một ngày hay hai ngày hay là mới viết chiều giờ? Cái này hả? Dạ. Cái này viết hồi chiều. Hồi chiều hả cô hả? Cái này mới viết hồi chiều, khoảng gần chiều có khoảng 4-5 giờ. Dạ. Viết từ sáng mơ tới chiều, nhưng mà viết rồi một cái bài gì nè. Viết rồi cái bài gì nè. Rồi cái mình bôi hết là viết cái bài khác vô. Viết hết con này lấy con khác nhiều lắm, tôi tới 10 cuốn. Dạ. Bài học cũng như Việt Nam mình vậy đó. Học bài này học bài khác. Rồi cụ ơi. Cho con nói chuyện với cụ cái. Mô Phật. Là cụ ở đây là quanh năm suốt tháng luôn hả? Cái chỗ này nè, cái tạm thời, chứ còn trước kia là tôi khoảng 30-40 năm nay là ở đây là không có vĩnh viễn, không có ăn trụ, chỉ là trong giây lát thôi, hoặc rồi, vài bữa vậy thôi. Rồi tối này lưu lạc, dạ. Lưu lạc sương gió giang hồ, không nhà không cửa, ở đây mai đó. Rồi tối này mà mũi sao cụ? Mũi ha, mũi thì nó cắn mình, là nó cắn thì nó cứ cắn. Tôi bị gì mình ngủ là không mùn, không mùn, không mời, không chiếu chơ như vậy, mà mặc cái quần xà lõn hay kéo thun chẳng hạn ha, nằm hãy chừng nào ngủ nằm xuống ngủ là cái hồi mình ngủ á nha, hồi lúc mà còn trẻ xuống ngủ á, chứ còn bây giờ thì không có ngủ nữa, bây giờ thì thức xuống là... cụ dạ con hiểu rồi. Bây giờ cụ cho con hỏi một khi mà cụ ngủ ở đây thì cái tâm trạng của cụ như thế nào? Nói về cái tâm á. Dạ. Thì mình là cái người tu, là một người chân tu, là tâm của mình là chỉ biết giáo lý Phật pháp. Dạ. Chứ không có gì, không có ngoài ra cái chuyện đời là không có. Dạ. Tâm là trí. Bởi là học Phật, học kinh Phật, chỉ biết tâm trí của mình, cái gì cũng là Phật hết, gọi là tâm đạo trí đạo đó. Dạ, cụ ơi, về cái chuyện đạo của cụ hôm nay thì con đã hiểu rõ rồi. Nhưng mà về cái chuyện đời trước đây thì cụ nghĩ sao? Cái chuyện đời đó là trước kia mình là cái người đời á. Dạ. Thì bây giờ nó không còn dính dấp gì nữa hết. Bởi vì mình là cái người tu, bậc chân tu là kêu bằng chuyện đời gác bỏ ngoài tai, trần ai không hệ lụy. Cái là chuyện đời là không có dính dấp chân. Nói về chuyện đời là bậc đã không biết gì hết. Và không có trong tâm trí đâu, là đầu óc như không có dính dấp gì nữa chân. Chỉ là biết Phật pháp. con là biết kinh pháp gì thôi, bậc hậu bối, mà cái con là lại là người đời,
nên là nữ là con có một số câu hỏi đặt cho cụ, thì cụ có buồn lắm không? Đâu có gì đâu. Dạ. Mình là cái người tu là cái bậc chân tu, là nói gì cái chuyện vui buồn là không có rồi. Dạ. Bởi vì cái chuyện vui buồn là của người đời. Nên thành nữ là con, khi mà con với chú đến đây thì cụ cũng hoan hỷ đúng không? Đúng rồi. cái gì cũng là mình nói chuyện mình, cái gì cũng toàn bộ là vui. Tôi có mùng tháng chạp tới bữa nay đó, thì khách thập phương tới đây giết tôi rất nhiều, bởi vì cũng có 6-7 ký giả đi, ban đầu mới có một người à, rồi cái quay phim đưa lên mạng rồi cái rồi đó sao nhiều ký giả lắm, năm sáu người cái đó là quay phim lại. Dạ, cái đó là cái chuyện đời, thì con với cụ cùng bỏ qua đi. Bây giờ thôi thì cho con là người đời, cụ là bậc Phật học, tu học, gọi là bậc tu học. Cụ cho con hỏi một tí xíu ha, thì cái cuộc sống của cụ trước đây như thế nào cụ ha, mà cụ lại chọn cái con đường đi tu? Cái này không phải chọn, cái này là từ khi mình hồi nhỏ tới lớn, khi mà hồi nhỏ tới lớn 6 tuổi là tôi biết. 6 tuổi thì đó là tôi học là chữ tiếng Việt mình đó, là 6 tuổi là tôi biết đọc, biết viết, đọc sách, đọc thơ, đọc truyện được. Toán thì toán cộng, toán trừ, toán nhân, toán gì, toán đố, 7 tháng đó là mong được rành rẽ. Dạ, nhưng mà cụ đã đi tu từ khi nào? Cái mà sau này khoảng chừng 30-40 năm nay là tôi là đeo đuổi bên con đường Phật. Cái nhà quyển kinh mà mình ngấy quyển kinh là một kinh khác nhau. Ví dụ như mà giờ tôi nói tiếng Việt nha, thì dụ như kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, là kinh Kim Cang, Phổ Môn, Tịnh Độ gì đó, là mỗi một cuốn kinh là một bài kinh đều khác. Nhưng mà con là cõi, con là người trần, người đời, thì con cảm thấy cái tu của cụ á, là cái pháp môn của cụ là đại thân cho cái thân của mình, nó coi như là thân mình là cõi tạm, thì nó có đúng không cụ? Cái người đời á, dạ, không biết đạo, dạ, và không hiểu rành rẽ cái đạo pháp, nó chẳng phải chú hay là những cái bậc chư tăng, những cái bậc mà ni cô tăng ni á nghe, dạ, có thể những cái bậc cao tăng, có bậc huệ thượng còn chưa biết nữa kìa. Dạ. Cái pháp môn cái người đời không biết, nhớ rằng cái là mình thấy tôi á, dạ, là tôi cách của tôi là cơ bằng mình á, đại đó hơn mình, thành đại hơn mình, nhưng không phải là như vậy. Nhưng mà cụ ơi, khi mà mình đại đó vậy đó thì cái hạnh của mình là gì? Cái hạnh, để tôi nói cái hạnh, dạ, là nói cái hạnh là bởi vì tôi cái cách hành đạo của tôi là nó khác không giống ai. Bởi vì người ta tu á, biết không, tu nhất cái thảy là tu á muốn cho sung sướng, làm cho sung sướng. Bởi đó là tu là cội phúc, tu là hạnh phúc, tu là con đường cực lạc, tu là có thể là hết không khổ. Nhưng mà không phải vậy. Cái tu của tôi á, hai cái hành đạo là những cái gì á, những cái gì mà cái người đời á, hay là chẳng hạn tăng ni chẳng hạn nha, mà nói là cái khổ á, sợ lãng tránh, tôi lại tìm tinh tài tài, là tôi chỉ là tìm, để tôi nói cho nghe. Rồi cái khổ đó, nhiều cái thứ khổ, kêu bằng biến khổ, thật ra là biến khổ, không biết bao nhiêu trăm ngàn cái biến khổ, nhưng mà cái khổ nhiều, cái từ khổ dữ hết, cái cuối cùng có thể là khổ nhất, có thể là cái chết, là cái ải đó đó, cái ải đó có thể mình chịu không. Cái người đời, cái chúng sinh ở thế gian này là ai cũng sợ khổ, mà lấy cái khổ để mà làm vui, lấy cái khổ mà để làm cái sung sướng, mà là một nơi có thể là đó thì cực lạc khoái lạc đó, mà không biết. Bởi vì Phật nói là chúng sanh sống trong dòng u minh, nên cho nên bị trong dòng u minh nó che mờ đến tối khuất. Chúng sanh ở thế gian mà cái người mà không biết đạo, không có tu, không biết đạo, không hiểu đạo, không hiểu giáo lý Phật pháp là gì, là những chúng sanh đó là
rất là ngu dại. Dạ. Nói là đức hạnh, nhưng mà cái đức là khác, cái hạnh là khác. Dạ. Cái hạnh đó, cái hạnh là nó là quý nhất, nó cần cần thiết nhất. Thấy có đức phải có hạnh, còn nói gì cũng tu nha. Cái người tu mà không đức hạnh gì cả, có đức không có hạnh, còn nhất là đạo hạnh. Đạo hạnh của mình hành đạo, mà là mình hành đạo, mình làm sao mà cho người cho được có một cái đức hạnh là kêu bằng Phật nói là đại đức. Còn nói về cái đức hạnh nó xa vời lắm, nó cao thâm quyền bí lắm. Dạ cô bác quý anh chị, vào thời điểm này là 11 giờ khuya vào ngày 25 tháng 4, vào ngày thứ bảy, Bùi Hồ đang tìm đến đây, tìm đến nơi ông cụ hiểu rất là nhiều tiếng kinh ở đây. Và Bùi Hồ đã chứng kiến cảnh ông cụ sống cảnh như thế này để hiểu thêm về cái hoàn cảnh của ông cụ.